Nguyên Vũ và Quế Trân xin được trân trọng kính chào tất cả quý vị khán giả. Chương trình Sao Nối Ngôi do Đài Truyền hình Vĩnh Long phối hợp với Jet Studio thực hiện. Thưa quý vị và các bạn thân mến, ngày hôm nay chúng ta sẽ chứng kiến bốn chàng trai sẽ cùng nhau tranh tài. Các bạn ấy sẽ làm hết tất cả để thể hiện lòng biết ơn của mình đối với cuộc sống, đối với nghề nghiệp trong chủ đề Cảm ơn cuộc đời. Thưa quý vị, mỗi nghệ sĩ chúng tôi luôn tâm niệm mình sống và hoạt động nghệ thuật nhờ vào tình yêu thương và sự ủng hộ của quý khán giả. Sự biết ơn khán giả làm nên đạo đức của người làm nghệ thuật. Và hôm nay, trên sân khấu Sao Nối Ngôi, các thí sinh sẽ bày tỏ lòng tri ân của mình đối với cuộc đời như thế nào qua các hành động của mình ở ngoài sân khấu và qua các bài thi. Còn bây giờ, Nguyên Vũ và Quế Trân xin được trân trọng giới thiệu thành phần ban giám khảo. Đầu tiên, xin được trân trọng giới thiệu nghệ sĩ nhân dân, tiến sĩ Bạch Tuyết. Danh ca Thái Châu. Thưa quý vị và các bạn thân mến, ngày hôm nay chúng ta vẫn có hai vị giám khảo khách mời. Vị khách mời đầu tiên đó chính là nghệ sĩ Thanh Thủy. Và ngày hôm nay chúng tôi rất hân hoan chào đón sự trở lại của vị giám khảo khách mời. Xin được trân trọng giới thiệu nghệ sĩ Minh Nhí. Thưa quý vị, và chúng ta cùng chào đón 100 vị khán giả tại trường quay. Đây là những giám khảo khán giả đặc biệt và mỗi khán giả sẽ bình chọn được tính là 0,1 điểm. Tổng điểm 100 khán giả là 10, tương đương với một giám khảo chính. Thưa quý vị và các bạn thân mến, ngày hôm nay sẽ rất đặc biệt bởi vì chúng ta sẽ cùng nhau chứng kiến cuộc tranh tài của bốn chàng trai, bởi vì hai cô gái đã tạm chia tay với cuộc chơi này và chúng ta sẽ gặp lại họ ở vòng thi lội ngược dòng. Thưa quý vị, trong đêm thi hôm nay, bên cạnh phần dự thi của các thí sinh, chúng ta sẽ cùng xem những hình ảnh của các thí sinh Sao Nối Ngôi thể hiện lòng tri ân của mình đối với cuộc đời này qua những hành động thật ý nghĩa. Và ngay bây giờ là thí sinh đầu tiên. Ít ai biết rằng trước khi trở thành một diễn viên kịch tên tuổi, nghệ sĩ Nguyễn Xanh từng là một tay trống cừ phách trong ban nhạc khá nổi tiếng Dòng Sông Xanh. Nghiệp diễn đến với ông và giữ ông lại với một vai trò khác, nhưng niềm đam mê âm nhạc vẫn chưa bao giờ tắt trong ông, mà ngược lại còn mạnh mẽ hơn khi niềm đam mê ấy đã âm thầm chảy vào huyết quản của đứa con trai mà ông đặt nhiều kỳ vọng. Trịnh Tuấn Vĩ, cái tên còn khá mới mẻ trên thị trường âm nhạc và con đường ấy còn lắm gian nan. Nhưng tình yêu nghệ thuật và ngọn lửa nghề mà cha truyền lại chắc chắn sẽ luôn mãnh liệt trong Vĩ, để anh có thể tiếp tục dấn thân và thắp lửa đam mê. Và ngay sau đây chúng ta sẽ cùng lắng nghe Trịnh Tuấn Vĩ thể hiện lòng biết ơn của mình như thế nào qua liên khúc gồm các bài hát Huyền Thoại, Người Con Gái, Tôi Muốn, Yêu Đời, Yêu Người, những sáng tác của nhạc sĩ Lê Hù Hà. Trịnh Tuấn Vĩ xin gửi lời chào đến tất cả quý vị khán giả. Và ngày hôm nay Trịnh Tuấn Vĩ xin cảm ơn tất cả quý vị đã luôn luôn ủng hộ và luôn luôn tạo cho Trịnh Tuấn Vĩ một niềm tin trong cuộc sống. Và một lần nữa, ngày hôm nay Trịnh Tuấn Vĩ xin cảm ơn tất cả quý vị đã cho Trịnh Tuấn Vĩ sự tồn tại. Và cảm ơn cuộc đời này đã cho Trịnh Tuấn Vĩ có thể vẫn còn đứng trên được sân khấu và hát phục vụ cho tất cả quý vị khán giả thân yêu của Trịnh Tuấn Vĩ. Tất cả quý vị đã sẵn sàng chưa ạ? 1, 2, 3, let's go! Mấy mùa gọt đau từng phiến, loài hoa trắng mang môi em đã hơn mấy lần ủ nhuy hương đêm, loài rêu biếc mang mặt em đã hơn mấy lần phiêu du dòng nước, loài sen trắng mang tay em về trên góc ngà rừng sâu không tên, đêm lắng sâu sương xuống đọng, hàng cây khô bao kiếp cúi đầu, đôi mắt buồn nghe dỗi hờn, hồn lạc về đâu, đời lạc về đâu.
về trên chín tầng gọi nhau gió lên. Loài ngư nữ mang thân em vũ yên rất nồng trong câu hát thiên thần. Loài chim trắng mang chân em về nơi suối cạn biển khô không tên. Tôi muốn mình tìm đến thiên nhiên, tôi muốn sống như loài hoa hiền. Tôi muốn làm một thứ có cây, vui trong gió và không yêu phiền. Tôi muốn mọi người biết thương nhau, không oán ghét, không gây hận sâu. Tôi muốn đời hết nghĩa thương đau, tôi muốn thấy tình yêu ban đầu. Có thấy hoa kia mới nở trong giây phút những đẹp tuyệt vời, như hạnh phúc thoáng qua mất rồi, giờ đâu còn tìm được nén vui. Tôi muốn thành loài thú đi hoang, tôi muốn sống như loài chim ngang. Tôi muốn cười vào những khoe khoang, muốn khóc thương đời điêu tàn. Và xin mời tất cả quý vị cùng vỗ tay và chào đón ban nhạc Jimmy Band. Tất cả quý vị hãy cùng vỗ tay với cả ca khúc này và xin được chào đón guitarist Trần Đông. Cùng chào đón guitar bass Lê Phương. Và tất cả quý vị cùng vỗ tay với lại trái tim của ban nhạc tay trống Anh Trương. Mặc đời ta không ai, hãy vững tin yêu đời.
dối, dù đời cay đắng như vôi, dù đời chỉ yêu gian dối, dù đời cay đắng như vôi. Thưa quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa xem xong phần trình diễn dự thi của Trịnh Tuấn Vĩ. Bây giờ thì chúng ta hãy cùng lắng nghe lời nhận xét từ phía ban giám khảo. Cái ý tưởng mà cô Vĩ liên kết ba cái bài hát này rất là hay, rất là có ý nghĩa, nhưng mà chưa nghe sướng lắm. Cái bài đầu tiên là cái bài Huyền Thoại Người Con Gái thì Vĩ hát không có cái điểm đặc biệt. Hai cái bài sau, Tôi Muốn và Yêu Người Yêu Đời thì con hát khá hơn. Cảm ơn cái phần diễn của con. Mà cũng may cho con là hôm nay đó là cái bộ đồ trắng con mặc rất đẹp, tóc cũng rất đẹp. Và đúng như anh Thái Châu nói là hai cái bài sau đó thì là better than before. Cho nên rất là may. Phải nói rằng càng về sau thì ban nhạc đánh càng xôm tụ anh Châu. Và cái dứt đó rất là quyến rũ. Cảm ơn con, chúc mừng con. Về vấn đề chuyên môn bác Thái Châu ở đây đã nói rồi, thì cô chỉ nhìn thấy một điều này ở con là một cái cảm xúc dâng trào, một cái cô thấy được cái nhiệt huyết của bạn, cô thấy được cái tình của bạn muốn gửi gắm cho cái cuộc đời này. Và khi hát thì tôi nghĩ rằng bạn có một cái cảm xúc, cái cảm xúc của cái bài hát, nhưng có lẽ vì nó còn thiếu cái kinh nghiệm anh ha. Thiếu kinh nghiệm chú này nè, nghe nói quậy dữ lắm đó. Ồ vậy hả? Mà bây giờ nhu lại rồi là đi hát đàng hoàng tử tế. Với lại thấy cha của mình cống hiến. Đúng vậy, dạ, hết mình cho nghề. Con nhu về cuộc đời, con chỉnh chu từ suy nghĩ, nhưng trên sân khấu thì cô thấy con sinh động. Trịnh Tuấn Vĩ, con hãy như là bài hát mà con vừa trình bày, hãy yêu yêu đời và yêu người. Cảm xúc của chú á, thì chú thấy hình như cái tông bị thấp hay sao á, mà chú có đã đó. Cái phong cách diễn và cái thu hút của con về cái ngoại hình thì rất là sơm, nhưng cái giọng á, cái tông của bài hát chú cảm giác vậy. Nếu như mà nó cao lên tí nữa thì con sẽ thoát ra được, cái bài nó sáng hơn. Chú chỉ thấy vậy thôi, chứ còn cái tiết mục vừa rồi của con rất là sinh động. Chúng ta vừa lắng nghe xong lời nhận xét từ phía ban giám khảo. Còn bây giờ sẽ là số điểm nhé. Xin được mời số điểm từ phía danh ca Thái Châu. 9,5. Xin được mời số điểm từ phía nghệ sĩ nhân dân tiến sĩ Bạch Tuyết. 9,5. Xin được mời số điểm của nghệ sĩ Minh Nhí. 9,5. Thưa quý vị và các bạn thân mến, chúng ta sẽ biết được số điểm của nghệ sĩ Thanh Thủy ở cuối chương trình. Còn bây giờ sẽ là số điểm của giám khảo khán giả tại trường quay. Xin mời. 9,5, chúc mừng bạn. Xin được cảm ơn ca sĩ Trịnh Tuấn Vĩ. Ngay sau đây chúng ta sẽ cùng đến với thí sinh Lê Nguyễn Trường Giang, người mà tuần trước đã cùng Trịnh Tuấn Vĩ có số điểm cao nhất và đoạt giải thí sinh nhất tuần với phần trình diễn vô cùng ấn tượng với phong cách ca nhạc dân gian đương đại. Nếu như quý vị để ý thì hầu như trong suốt chặng đường của Sao Nữa Ngôi, Lê Nguyễn Trường Giang luôn luôn chọn cho mình những cái gì khó nhất và những cái gì hướng về hồn dân tộc để xứng đáng là truyền nhân của gia tộc cải lương tuồng cổ Minh Tơ. Và tiết mục dự thi sau đây mượn một lớp diễn trong vở cải lương nổi tiếng Bức Ngôn Đồ Đại Việt, chúng ta cùng xem Lê Nguyễn Trường Giang đã kể câu chuyện về cuộc đời những người làm nghệ sĩ ra sao và điều gì đã làm nên tình yêu nghề cháy bỏng. Chúng ta cùng chào đón Lê Nguyễn Trường Giang. Lý Hân Phi, có phải Lý Hân Phi ngày trước ở cung Bích Dân? Em à, cái mà em diễn mà Lý Thần Phi, em vuốt hai cái râu Lý Thần Phi. Ừ, em vuốt hai cái râu, em sẽ diễn mắt trước. Tóc, 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 tóc. Khi cải lương đã xa rồi thời vang bóng,
khán giả cũng không nhiều. Người thơ nghề này cũng dần ít lại. Trường Giang vẫn giữ ngọn lửa nghề và âm thầm truyền đam mê của mình cho những ai yêu thích bộ môn nghệ thuật này. 3 năm qua, nhóm cải lương tuồng cổ Trường Giang của anh vẫn âm thầm hoạt động với 6 thành viên. Nơi tập tuồng của nhóm có khi là sân nhà, sân đình, cũng có khi ở công viên. Lặng lẽ nhưng bền bỉ, Trường Giang bảo đó là cách anh cảm ơn cuộc đời đã đưa anh đến với cải lương. Biển phục, vận mệnh của một bọn dương tôn dương tử, ta nắm trọn trong tay. Muốn sống hay chết tùy ta quyết định. Ở đây chỉ có mình ta mới được quyền ra lệnh, còn ngươi cũng chỉ là một hàng thần lơ lão. Hàng thần lơ lão, hàng thần lơ lão. Không, im đi, im đi, im hết đi, im hết đi. Ta không phải là hàng thần lơ lão. Dòng sông không bến bờ giữa cơn mưa nguồn thác lũ. Muốn quay lại đường xưa thì cầu kia gãy nhịp lâu rồi. Bấy rập phủ dân đã làm cho ta u tối tâm hồn, quên cội quên nguồn, chạy theo tiền tài danh vọng, nuốt nhục cúi đầu làm nô lệ cho ngoại bang. Áo Thiên Triều, áo Thiên Triều không giống áo của mẹ cha. Khôi Bắc Quốc khác với trăm bới lướt tai hiên ngựa. Trời ơi, ta muốn hỏi sao trời già cái gì biến ta thành kẻ bán nước cầu dinh. Có tội với non sông vì không trọn trung với chúa, có tội với cha già vì quên chữ nghĩa nhân. Ta không phải là hàng thần lơ láo, ta không phải hàng thần. Tại sao nàng lại toàn trộm? Không, tôi không trộm, mà chính ai kia mới là kẻ trộm. Ta trộm mà, ta trộm gì? Trộm bất tông đồ
giáo cho lũ giặc ngoại xâm. Bất ngôn đồ. Đây là... Đến giờ phút này mà ông còn dối gạt tôi à? Nằm trong ống son có bức ngôn đồ đại việt, đó là hồn thiêng từ hồn mất của non sông. Bức ngôn đồ gì đâu sao nàng lại nói năng sảng bậy, nếu có cũng chỉ vì ngôi bao của dương gia để cho ta công hầu, còn nàng là mệnh phụ phu nhân. Ai xui nàng phải toàn trộm ống son, đó là hồn non sông đã đồng về từ muôn vạn dặm, đã khuyên dạy tôi phải giữ ngôn đồ cho nước Nam. Phu quân, phu quân ơi, thiếp không mong một cuộc sống giàu sang nhung lụa, mà chỉ muốn sống hiền hòa bên bờ tre khóm chuối. Dình sang chi với cảnh hại mang mũ đội mà chàng phải cúi đầu làm tôi mũi cho ngoại bang, để rồi chúng ban cho câu là hàng thần lơ lão. Phu quân ơi, lòng dân Đại Việt đang mở rộng vòng tay đón kẻ lầm đường trở về quê cha đất tổ. Phu quân ơi, tiếp mong chàng mà phu quân ơi. Bảo Trâm, Bảo Trâm ơi, nếu đường đời ai ngả ngược xuôi, sương gió núi chẳng thương qua tiết ngọc. Phu quân, Bảo Trâm, nàng hãy khoác hàng y cho đỡ lằn, áo thay người sưởi ấm lúc giá băng. Phu quân, nhờ nàng tấu lên khi đời ta bước xa ngàn xa, vì mùi công danh nên giờ thân phải mang đoạn trường, thẹn lòng với chúa sông núa ca mê chê. Mau kiếp nhanh chân kéo không đời qua tàn phai, đành lòng sao an khi nhìn phụ tướng lầm dòng dây. Một đời phụ thế em nguyện ghi sắc xuống lời thề, lời nàng đánh thức trái tim ta sáng như trăng rằm. Ta cho lũ xâm lăng sẽ muôn đời không toàn thay, dằn lòng ai bi xin giữ mình. Ta hẹn cô tái lại. Đi đi Bảo Trâm, đi đi Bảo Trâm. Phu quân ơi, còn bất ngôn đồ. Bất ngôn đồ sẽ về tài nguyên quốc. Phu quân, còn Bảo Trâm. Bảo Trâm thì vĩnh viễn ở mãi nơi này. Có nghĩa là? Nghĩa là kẻ nào biết được bí mật của ta mà không theo ta thì không được theo ai khác. Nhưng Dương gia, Tâu Dương gia, dầu sao Bảo Trâm và người cũng là nghĩa cha con kia mà. Sao?
nghĩa cha con à. Nghĩa lý gì với cái thứ con nuôi? Hả? Con nuôi? Tướng quân, gái Bắc Phương nguyệt thẹn quá nhường. Khi người đã là dương là tướng thì tha hộ cho tướng quân lựa chọn. Dầu ta có là tướng là dương thì trong mắt của các người ta cũng là Phượng Hoàng thần lơ lão. Kìa Nguyễn Phục, chẳng qua tướng quân đem thử lòng con thôi. Nếu như thiên triều không trọng dụng con thì ngài ấy không lặn lội đến đây để làm gì? Nhưng Dương gia, dầu sao con và Bảo Trâm cũng là nghĩa vợ chồng. Nghĩa vợ chồng? Con nên nhớ, giữa hai bờ sống chết, Bảo Trâm nó đã chọn. Nó quyết tâm đoạt được bức ngôn đồ đại việt, có nghĩa là phản lại ta. Con hãy ra tay đi, cầm gươm xuống tay giết chết Bảo Trâm, coi như đây là lòng trung thành con dành cho cha cũng như với thiên triều. Phu quân, Bảo Trâm này không yếu hề sợ chết, hãy để thiếp chết tay về lũ giặc Nguyên Mông, đừng gây cảnh xáo thịt nội gia, đừng làm trò cười cho quân cướp nữa. Nguyễn Phục, con nhớ rằng dưới tay của cha có trăm tên kỵ mã, một lời ta phán ra giết. Phu quân, dùng gươm dân tình em ơi. Trả lại đi. Ba sân nhớ quên, ngỡ sao đoạn đành. Bảo Trâm, thương đau lớn làng, tôi đành tự ly. Trả lại đi. Nhìn những châu xa xôn xa đậm ta cao xanh trời ơi thâu già hùng anh. Nói nói sao lời quang trách chỉ hơi nào đành thôi kiếp phù du. Lại bài chi quan trai đành xa cách từ đây, lòng ta thêm vui đau. Nguyễn Phục, hãy đưa cho ta bức ngôn đồ đại việt. Được, ta sẽ trao bức ngôn đồ. Tử quân, nhưng với một điều kiện. Điều kiện gì?
hãy cho Bảo Trâm toàn mạng sống mà trở về cổ thổ. Chỉ còn mất ngôn đồ. Mất ngôn đồ. Khi nào ta đặt chân đến Ải Chi Lăng, ta sẽ trao mất ngôn đồ tại Việt. Được, ta bằng lòng. Trường Giang nè, khi mà chọn cái tiết mục này thì em muốn nói lên cái điều gì đến với tất cả mọi người thông qua cái chủ đề ngày hôm nay? Dạ, chủ đề ngày hôm nay đó là chủ đề cảm ơn cuộc đời. Em muốn đem một cái trích đoạn này lên. Điều đầu tiên đó là em tưởng nhớ đến cậu Năm, nghệ sĩ nhân dân Thanh Tòng. Cậu đã chắc hết những tâm huyết, máu xương để làm ra một cái nguyên một trọn một tuồng bức ngôn đồ đại Việt. Em xin cảm ơn đến những các đàn cha đàn chú tri ân từ xưa đến giờ đã từng diễn vở này và cho đến bây giờ lại hỗ trợ cho em. Em xin gửi lời cảm ơn tất cả đến quý khán giả đã thương yêu gia đình của Giang. Giang xin tri ân tất cả đến mọi người ạ. Hôm nay xem Giang diễn thì với cái dàn dựng như thế này trông rất là, phải nói là đi xem dùng cái từ gì nhá, rất là xinh xắn. Và chúc mừng cho Hồ Quảng có được một kép trẻ có rất nhiều phong độ và rất là có tương lai. Và chúc mừng con, ngay khi còn trẻ lòng con đã biết nói sự cảm ơn. Khi mà con biết nói như thế và con hành động như thế thì bà con khán giả của Cải Lương sẽ yêu mến con, sẽ ủng hộ con. Chúc con có một cái tương lai thật là đẹp. Qua cái tiết mục này thì chú thấy cháu về vấn đề diễn xuất rồi bộ tịch rồi là khỏi phải bàn rồi, tốt quá, biểu cảm cũng tốt nữa. Chỉ có ở chỗ mình đóng một cái vai tướng lĩnh thì tập cái âm thanh, cái khẩu hình của mình đó, mình cho nó ra nghe nó chắc chắn, ra một cái nam tướng mà dũng cảm hùng mạnh. Đây là một cái vai mà cái người nó không có lập trường, cho nên là y chao đảo vậy theo giặc. Và đến một hôm, một lúc nào đó đó, những cái hoàn cảnh rồi những cái người thân này nọ đó, tức là khiến cho y quay trở lại và y muốn lập công đối với đất nước. Cho nên nếu cái vai này á thì cái sự yếu đuối của con đó nó cũng vừa đủ. Và con nhớ lời của chú Thái Châu, khi nào mà con ở những cái vai chính diện thì con tập thêm cái cách phát âm để cho ra cái nhân vật chính của cái nghệ thuật cải lương, của nam chính của cải lương con nha. Mà chú nghĩ con để ý thì được thôi, tại vì con hát tân nhạc quá đẹp rồi. Châu biết không, cái cải lương nó nói thế mà nó khó lắm. Thí dụ như cái nam chính là trước rèm rũ đã tinh tài mã phấn, lái thuyền hãy văn võ dựng tay chèo, một lĩnh truyền trăm họ phải tuân theo, sao lại nghĩ thay người trên ngôi báo. Đó là vai chính diện. Nhưng nếu mà cái vai mà phản diện như thế này đó, trước rèm rũ đó tinh tài mã phấn, lái thuyền hãy văn võ dựng tay chèo. Tôi rất thích Trường Giang. Tôi thích cái sự chỉnh chu và sống hết với cái nghề của mình. Và đó là cái đúng sao nói ngôi của dòng họ Minh Tơ Thanh Tòng. Có nghĩa là tất cả những nhân vật nổi tiếng trong dòng họ Minh Tơ Thanh Tòng khi xuất hiện trên sân khấu rất chỉnh chu. Hiển nhiên Trường Giang là con cháu
thì vẫn còn nhiều cái sai sót. Giống như các cô chú đã góp ý rồi, tôi không góp ý cái đó. Tôi thích là bạn đã tham gia chương trình này là bạn đổ công, đổ sức, bạn nhiệt quyết và bạn tập tành. Rõ ràng nếu không có tập tành và không có tập trung thì không ra được một tiết mục như vậy. Và hy vọng là những tập sau, nếu như tôi có may mắn tôi còn ngồi nữa, thì tôi sẽ thấy bạn hay hơn nữa. Đúng. Nha. Đúng. Hay hơn nữa. Chúc mừng bạn, hôm nay tôi rất thích bạn. Trang ơi, khi bạn thực hiện cái trích đoạn này, bạn đã gửi đến cố nghệ sĩ nhân dân Thanh Tòng, gửi đến cho gia đình mình một cái niềm tự hào, cũng như là cái lòng nhiệt thành của bạn để tiếp nối cái truyền thống của gia đình mình. Tôi nghĩ là ngày hôm nay chắc chắn những bậc cố nhân ấy đã rất là mãn nguyện và mỉm cười với cái nỗ lực của bạn. Chúng ta vừa lắng nghe xong lời nhận xét từ phía ban giám khảo, còn bây giờ sẽ là số điểm. Đây sẽ là số điểm từ phía nghệ sĩ nhân dân tiến sĩ Bạch Tuyết. 9,5. Danh ca Thái Châu, xin mời số điểm của anh. 3. Tôi chỉ đợi anh Thái Châu lẹ lẹ thôi, đặng tôi đưa lên 3. Cho rồi. Vâng, nghệ sĩ Minh Nhí cũng đã cho điểm 10. Thưa quý vị, số điểm của nghệ sĩ Thanh Thủy chúng ta sẽ biết được ở cuối chương trình. Còn bây giờ sẽ là số điểm của giám khảo khán giả tại trường quay dành cho Trường Giang. Chín phẩy bảy điểm, chúc mừng bạn. Ngay sau phần dự thi của Trường Giang thì chúng ta cùng đến với Gia Bảo. Nếu quý vị còn nhớ, ở tập đầu tiên, Gia Bảo đã cùng người bạn diễn của mình là Bình Tinh nói về mong muốn của những người nghệ sĩ trẻ là đưa cải lương đến với học đường. Đó cũng chính là cách để Gia Bảo thể hiện lòng tri ân của mình đối với nghề, đối với đời và đối với khán giả đã cho Gia Bảo một cái tên như ngày hôm nay. Ngay sau đây chúng ta sẽ đến với phần dự thi của Gia Bảo. Huyết Nhi! Huyết Nhi! Hả? Dạ! Kẻ nào? Kẻ nào? Kẻ nào làm náo động bến Bình Thang? Dạ đó là Trần Quốc Toản. Trần Quốc Toản à? Hoài Văn Hầu Trần Quốc Toản. Đây là chỗ nhà vua đang luận bàn việc nước. Việc nước mất con đã có phải luận bàn ở đó. Vậy mà dám đến đây để làm loạn à? Xem vương vào tội tử. Dạ trình đức ông, sở dĩ Toản đến đây là gì? Toản muốn diện kiến Thanh Hoàng, bày tỏ lòng mình xin được phất cờ giết giặc bảo tồn tổ quốc. Phất cờ giết giặc bảo tồn tổ quốc à? Chẳng hay em ta năm nay bao nhiêu tuổi? Dạ 15. 15? 15 tuổi mà cũng luận bàn việc nước hay sao? Muôn tâu bệ hạ. Nhà ngươi đã rõ làm sao động Bình Thang, không xem phép thuật ra gì, xin Thanh quân gia hình trí chi để làm gương, mau truyền võ đạo vương. Hoàng thúc, nhìn em ta thấy thương trong lòng, nhi đồng dũng cảm kiên cường đi ngang ngắn trong quân sai lang. Lòng nào ta đây đi đành tâm đón nghĩa thâm tình, vì
dân yêu nước chữ chung quân tội gì mãi tháng xin đức ông ai dừng thương thương ta cho tội của dân hầu. Gương xưa trị nước đành dẹp tình riêng ta lo việc chung ly đâu không từng hút hút bao giờ nghịch gì toàn dân sẽ luôn chê cười khi lòng dạ chẳng an làm sao xứ an dân lành bao lời thần thấm thâu cầu xin trên đừng lại duyên lòng thần tử quyết có wow. Đâu Hương dạ Kiếm dạ mà dương vào tội tư thì còn ai đâu ra báo về sang hà nói chỉ cha ông tổng diệt lũ gian tà dẫn lũ giặc quen khinh hương ngạo mạn chúng sang nước mình còn ta không thể ngơ tay sách kiếm đầu quân cùng ông cha giết giặc xin bệ hạ phán truyền cho cả nước sông nước biên cương bảo vệ sang hà hay lắm Quốc Toản đất nước đang cần những người tài như em hãy sáng đời mà diệt thù còn bây giờ chưa phải lúc chưa phải lúc còn đến lúc nào nữa bệ hạ Toản lớn rồi mà được rồi ta sẽ ban cho em một đặc ân Toản đọc một đặc ân đội ơn bệ hạ quân dạ các dương hầu đến đây dự họp chẳng lẽ em ta lại không có hay sao đây ta sẽ ban cho em một quả cam một quả cam là phần thưởng của kẻ tôi hiền không Quốc Toản không được hỗn láo quỳ xuống hoàng thúc dù sao tấm lòng yêu nước của Trần Quốc Toản rất đáng khen ngợi thôi em hãy về kẻo mẫu thân mong đợi đó nha các dương hầu hãy theo ta vào luận bàn diệt nước đem quả cam này về giặt lấy nước mà uống đi đồ con nít mà mày đặt luận bàn diệt đánh giặc đồ con nít mà chọn bài đi đánh giặc ở đây hai ông là giống con nít nhất đó Toản không phải là trẻ con mà bé Ngọc ơi trời đất ơi là Ngọc ba dặn có nhà học bài chăm chỉ sao qua đây chứ vậy nè cam rồi đồ đạc kim tiếng đồ ha qua làm ba có trò khùng trò điên này hoài à về nhà cho ba nhìn cái mệt quá nè cho mấy nước con nhìn cái gì nữa khổ ghê vậy hả ai phải nước cam quên mới đường chú lè vậy khổ quá Ngọc nè ba dặn con lần cuối nha ở nhà cho ba không qua đây nữa nghe không nè ở nhà học bài chăm chỉ qua đây ba đi kiếm con cùng làng khắp xóm hỏi con Ngọc đâu không ai biết hết trơn hết trọi đó ba mệt quá mà ba già rồi mà con cảm ơn nghe thái độ nè hả ba đặt thái độ hết nước với tôi hả cho uống mấy nước được tưởng đâu tôi không chửi nghe nè nè con nít con noi cầm giáo cầm gươm tính đâm ai đâm quân thân ở đây ai quân thù đâu hay lắm giỏi lắm ha nè ai dạy ba cái trò ở đây con nít con noi bày đặt hỗn hào với người lớn ông ba bà ba dạy phải không để đó đi ông ba bà ba đâu dạ dạ tôi đây ông mà. Ba bà ba ra đây mày đứa chuyện nhỏ gì, không chuyện có gì vậy cậu tôi có hỗn láo với mấy cô mấy chú trong xóm phải không sao vậy lưu con? Lại coi
Trời ơi, tụi con cứ giỡn hoài đó. Dạ xin lỗi cậu, mấy đứa nhỏ nó phiền hà cậu hả? Không có phiền gì hết trơn á, ông mới phiền đó. Dạ, ông vậy? Bà rủ rê dụ dỗ con gái tôi qua đây phải không? Dạ đâu có rủ rê dụ dỗ gì cậu. Tại vì tụi tôi là hai vợ chồng nghệ sĩ già. Dạ. Rồi tụi tôi làm nhang ở đây tụi tôi sống. Rồi mê cải lương quá, hát nghêu ngao. Mấy đứa nhỏ nó thấy nó khoái quá, nó chạy lại nó xin học. Tụi tôi dạy, tôi không có lấy tiền lấy bạc gì hết trơn trọi á cậu. Tụi nó mê cải lương là tụi tôi mừng rồi. Dạy không lấy tiền hả? Dạ. Ai thích đâu dạy, con gái tôi đâu có thích. Nè, con gái không thích là một không thích, hai không thích, ba không thích, bốn cũng không thích. Có ai thích đâu? Dạ thích. Thích cậu ơi. Sao con đưa ba vô đường cùng rồi vậy con? Nè, nhưng mà tôi không thích. Tôi không thích, tôi không cho. Qua đây với bà, Ngọc. Từ từ nói nha cậu. Đừng đi qua đây. Đừng có đánh nó nha. Nó hát có triển vọng lắm đó cậu ơi. Triển vọng cái gì? Nè, nghe lời ba, con về nhà với ba nghe. Thầy cô tới nhà hết rồi. Học tiếng nước ngoài nè, tiếng Anh nè, tiếng U nè đó. Tiếng U là tiếng gì vậy cậu? Tôi nói ra nghe nhiều thôi chứ không biết. Tôi học cái lương xưa cũ lắm rồi. Ê, cậu ơi, cậu nói chuyện xưa cũ tôi không chịu nha. Cái lương tôi không có xưa cũ nha cậu. Cái lương tôi đổi mới mỗi ngày nha cậu. Đổi mới mỗi ngày hả? Nè con nhìn đi, ông ba bà ba nè, từng một thời mê cải lương, cả đời theo cải lương đó. Rồi giờ ở đâu? Đâu có nhà đâu ở con. Ở ké cái đình này nè. Ê, cái đình này của tôi mua à. Cậu đừng có nghĩ ai cải lương là cũng như vậy. Cải lương bây giờ người ta khác rồi, đừng có nghĩ như vậy nữa. Tôi không nói chuyện với ông ngang ngược lắm. Đi về với ba kìa. Ba đứa kia nữa, con chị Sáu nè, anh Bảy, chú Chín, qua đây. Đi về luôn. Nên không không nữa. Học cải lương đi khóc cũng vô dây được nữa. Cho nó học đi bà. Vậy lẽ đó. Con ơi, dẫn em đi cẩn thận nghe. Có chừng bé nghe con. Đó. Ai mà chê cải lương á là chạm vô lòng tự ái của ổng hả? Thôi, buồn cái gì. Người ta không biết thì người ta nói vậy, thì mình từ từ mình nói người ta hiểu, hiểu không? Sao người ta cứ nghĩ cải lương là xưa cũ vậy mình? Trong khi nghệ sĩ ngày nào cũng đang đổi mới, tôi càng muốn cải lương đến gần với lớp trẻ hơn. Mà sao cái định kiến kỳ vậy mình? Tôi hiểu mình mà. Mình ơi, mỗi con người sinh ra đều chọn cho mình một ngành nghề trong xã hội. Bác sĩ, kỹ sư, kinh doanh, chính trị là làm đẹp và đấng sinh thành. Xin đừng nghĩ xương ta là vô loại vô ngành. Tôi hát cải lương là để ngợi ca tình đất nước. Nhạc của nước mình hát để mình nghe. Cải lương kết hợp từ ca dao, kết nối bằng dây thân ai. Theo tiếng mẹ ngủ cũng trầm bồng, mượn ca dao mà hát tiếng mẹ ru hời. Ôi, mình à, cải lương á nó hay lắm. Nó dạy cho người ta nè, nhân, lễ, nghĩa, trí, tính. Ai á mà yêu thích á thì mới hiểu. Còn người ta không hiểu á thì từ từ mình nói người ta biết. Có gì đâu buồn. Nha mình. Tôi bồi ngồi khi nghe người ta nói, sợ quê mùa không nghe bài dòng cô. Chỉ thích nhạc Mỹ, nhạc Tây để nâng cao giai cấp. Nghe nhạc của người ta mà chê nhạc nước mình. Đổi họ thay tên chứ đâu à, có đổi được dáng hình. Thân xác con người bị đẩy đưa theo hoàn cảnh, nhưng đừng để tâm hồn bị hoàn cảnh đẩy đưa. Giọng cổ là tiếng vọng về xa, nơi có quê hương đầy kỷ niệm. Xin đừng chê người thật thà dứt phát, rồi lại buông lời khinh miệt.
mệt cải lương. Thôi, nhưng mà đây là tâm nguyện của mình, mong muốn truyền lại cho lớp nhỏ cái môn nghệ thuật truyền thống. Thì bây giờ á, mấy đứa nhỏ đứa nào nó thích thì mình dạy cho nó. Mình đừng có nản lòng. Người ta nói chút xíu là mình buồn, vậy thì sao mà mình làm được cái nguyện vọng của mình hả mình? Thôi thôi mình ơi, chắc tôi với mình bây giờ đã lỗi thời rồi, không kê theo kịp cái lớp trẻ nữa. Thôi dẹp hết, không hát, không ca, không dạy gì hết. Có ai nghe nữa đâu mà hát mình à? Ai học nữa đâu mà dạy. Thôi hết rồi mình ơi. Mình ông ba, mấy đứa ở đâu còn cái lưu dòng cổ, là nơi đó còn dân tộc Việt Nam. Trời ơi, mình nghe tôi nói không, mình cái lưu sẽ mãi mãi trường tồn. Mình ơi, ông ba, lại tôi với ông ba. Bạn muốn gửi gắm gì ở trong cái phần mà bạn dàn dựng như vậy nè? Dạ, tại chủ đề này là cảm ơn cuộc đời. Thì thật sự là cuộc đời này có rất là nhiều cái để mà mình cảm ơn. Nhưng mà em thì em muốn là truyền lại cho cái lớp nhỏ hơn nữa, là từ lúc còn bé, các em bé nó còn nhỏ mà bắt đầu biết nghe giọng cổ, biết thích cải lương, thì chắc chắn là cải lương mình sẽ còn hoài còn mãi. Đó là ý muốn của em. Dạ. Cảm ơn cái chương trình Sao Nối Ngôi, và cũng qua cái tiết mục mà Tre Tàn Măng Mọc của Gia Bảo, tôi mới được thưởng thức một cái món ăn tinh thần mà lần đầu tôi nghe giọng cổ mà bè quá chừng bè. Cái ý tưởng này rất là hay. Mình truyền lại cái vọng cổ. Tôi không có đồng ý, đừng có bao giờ mà nói là vọng cổ xưa hay là cái gì đó. Cái ngành nào cũng có giá trị hết. Và cũng là rất là khen mấy cháu nè. Rất là tự nhiên, cuối câu cao trào đó mà bè giọng cổ, cái này là tôi nhớ hoài luôn nha, ấn tượng luôn rồi. Bạn Gia Bảo là thích làm những cái việc mà ít ai làm. Mà như vậy cũng hay đúng không? Cho em nói thêm cái này chút. Dạ. Nha, khi mà con hát giọng cổ đó, mình vô giọng cổ mình có nhiều cách vô lắm. Nhiều khi con nói lối đi, con nói lối gì đó rồi gần tới cái câu mà con xuống đó, cái con mới vô lại cái, thì nó không có lòi ra cái kiểu yếu của mình. Chứ mỗi lần mà chú nghe con hát nhạc hay là giọng cổ là chú hồi hộp lắm. Cái câu vô giọng cổ vừa rồi đó, Gia Bảo đọc lại cho cô nghe coi. Dạ. Mỗi con người sinh ra ai cũng chọn cho mình một ngành nghề trong xã hội. Khoan nha. Mỗi con người sinh ra ai cũng chọn cho mình một ngành nghề trong xã hội. Đó, nói gì đó. Thì... bác sĩ, kỹ sư, kinh doanh chính trị là muốn làm đẹp và đấng sinh tâm. Mà cái này đó là cô học từ anh Diệp Lan, thì bây giờ mới có cách để mà chỉ cho Gia Bảo. Con đang đóng cái vai người lớn tuổi, đóng vai già, thì tất cả những người lớn tuổi đều hơi ngắn hết, là vì hơi tàn sức mọn rồi. Cho nên là cái cách của mình, mà cái kỹ thuật mà con nhả chữ, thậm chí đó, nếu mà con học được của cô Ngọc Giàu đó, thì con sẽ thấy rằng chỉ có 4 chữ thôi, nhưng mà cô cất lên một cái đó là mình xót ruột, mà mình quặn lòng, mà mình bắt buộc mình phải vỗ tay. Thì cái nghề nghiệp của diễn viên đó cần học những cái điều này. Vậy con nha. Gia Bảo, những cái kỹ thuật thì cô ba đã dạy con rồi. Cái tiết mục của con làm cho ba rất là xúc động. Và tự nhiên á, giống như cái ký ức tuổi thơ của ba nó tràn về vậy đó. Ba mê cải lương từ nhỏ. Và bây giờ là ba đã lớn rồi, mình sợ là con cháu sau này không thích nữa. Nhưng mà cái hoài bão của con á, nó cũng giống như hoài bão của ba. Có nghĩa là mình mong làm sao mà con cháu giống như các cháu hồi nãy, cái 4 tuổi, 5 tuổi mà vẫn mê cải lương, thì cải lương sẽ không bao giờ biến mất. Bà thích nhất là cái cách suy nghĩ của con, cái tâm của con. Thưa quý vị, thưa ban giám khảo,
Gia Bảo là cách đây ba mấy năm á, em bồng nó trên tay, mới chiếu nó ốm nhách rồi bồng trên tay. Con là rất là may mắn, con sanh ra trong một gia đình truyền thống về cải lương, về nghệ thuật. Đã có một sẵn một cái dòng máu ở trong trái tim con. Con được nhiều những cái ưu ái như thế, nhưng ngược lại đó là một cái điều mà con phải phấn đấu rất dữ dội. Nhưng Gia Bảo được cái này nè, Gia Bảo có cái đầu đạo diễn. Riêng về mặt ý tưởng dàn dựng, con đã gây được một cảm xúc cho cô ba đây, cho bác đây, và cho bố nuôi của con, cho cô và cả cái khán phòng này. Và con cũng rất là khéo léo để chọn những cái thiếu nhi nó hết sức là dễ thương. Nội bao nhiêu mà nó bé xíu mà nó ra mà nó cầm cái giáo á, là nó đã thuyết phục được mình rồi. Dễ thương quá. Xin được cảm ơn nghệ sĩ Thanh Thủy. Cảm ơn những lời nhận xét quý báu của ban giám khảo dành cho thí sinh Gia Bảo. Bây giờ sẽ là số điểm. Xin được mời số điểm từ phía nghệ sĩ nhân dân tiến sĩ Bạch Tuyết. 9,5. Xin được mời danh ca Thái Châu. 9,5. Nghệ sĩ Minh Nhí. 10. Vâng. Thưa quý vị, số điểm của nghệ sĩ Thanh Thủy chúng ta sẽ biết được ở cuối chương trình. Còn bây giờ sẽ là số điểm của giám khảo khán giả tại trường quay dành cho Gia Bảo. Xin mời. 9,5, chúc mừng bạn. Thưa quý vị và các bạn thân mến, ngày hôm nay chỉ có 4 thí sinh dự thi thôi. Chính vì vậy, đây sẽ là tiết mục cuối cùng. Đây là một chàng trai đầy cá tính. Anh đã nối ngôi được cha của mình bằng cách rằng là sáng tác những bài hát thật hay nè, rồi bước lên sân khấu biểu diễn. Bên cạnh đó còn dạy nhạc cho nhiều người, từ trẻ em cho đến người lớn. Đó chính là Lương Bằng Quang. Hết sức là đơn giản. Nó đã mất đi trong tôi một số tình cảm. Bởi vì sao? Tôi muốn ngắm nhìn bạn được nhiều hơn nữa ở cái chương trình này. Tôi có cảm giác giống như khi Quang lên sân khấu á, nhất là cái giây phút này nè. Tôi cảm giác Quang không phải là người như vậy, giống như chị ba nói vậy đó. Quang không phải là người như vậy, nhưng mà khi Quang nói chuyện á, thì Quang lại nói ngược với lại tất cả những gì trong lòng mình. Là có nghĩa là Quang cố làm cho mình gai góc, thì tất cả những gì về nghệ thuật thì là các anh chị đã nói hết rồi. Tôi chỉ khuyên Quang vậy nè, tôi với Quang giống nhau ở một điểm, đó là mình là thầy. Mình đào tạo rất là nhiều học trò và sẽ đào tạo nhiều học trò nữa. Biết đâu những học trò của mình nó giỏi hơn mình nữa kìa. Tôi hiện giờ có nhiều học trò giỏi hơn tôi luôn á. Thì mình là tấm gương á Quang. Về nghệ thuật là không nói rồi, Quang rất giỏi. Sáng tác rồi hát cũng hay nữa, tôi thích giọng hát của Quang lắm. Thì tôi hy vọng là Quang vui vẻ và... Xin được cảm ơn những lời nhận xét, những lời tâm tình chân thành từ phía ban giám khảo. Còn bây giờ sẽ là số điểm. Xin được mời số điểm từ phía danh ca Thái Châu. 9,5. Nghệ sĩ nhân dân tiến sĩ Bạch Tuyết. 9,5. Nghệ sĩ Minh Nhí. 9,5. Còn bây giờ là số điểm của giám khảo khán giả tại trường quay dành cho Lương Bằng Quang. 9,4, chúc mừng bạn. Chào mừng tất cả quý vị và các bạn quay trở lại chương trình với phần công bố kết quả. Thí sinh Lương Bằng Quang, điểm của giám khảo Thanh Thủy dành cho bạn là 9 điểm. Điểm tổng của bạn là 46,9. Thí sinh Trịnh Tuấn Vĩ, điểm của giám khảo Thanh Thủy dành cho là 9,5, tổng điểm 47,5. Thí sinh Gia Bảo, điểm của giám khảo Thanh Thủy dành cho là 9,5, tổng điểm 48 điểm. Như vậy là chỉ còn thí sinh Lê Nguyễn Trường Giang mà thôi. Điểm của giám khảo Thanh Thủy dành cho bạn là điểm tuyệt đối 10 điểm. Và điểm tổng của bạn là 49,2. Chúc mừng Lê Nguyễn Trường Giang là thí sinh có số điểm cao nhất cho đêm nay. Chúng tôi xin được trân trọng kính mời nghệ sĩ Minh Nhí và nghệ sĩ Thanh Thủy sẽ bước lên sân khấu trao giải thưởng nhất tuần cho thí sinh Lê Nguyễn Trường Giang. Vâng, một lần nữa xin được chúc mừng Lê Nguyễn Trường Giang
là thí sinh đoạt giải nhất tuần trong đêm nay. Và cũng xin được cảm ơn nghệ sĩ Thanh Thủy và nghệ sĩ Minh Nhí. Chúng tôi trân trọng kính mời nghệ sĩ nhân dân Tiến sĩ Bạch Tuyết và danh ca Thái Châu sẽ cùng bước lên sân khấu để chúc mừng cho các thí sinh của chúng ta. Thưa quý vị, như vậy là đêm thi thứ 8 với chủ đề Cảm ơn cuộc đời đã khép lại. Hẹn gặp lại quý vị vào tuần sau. Chúng ta sẽ thấy các thí sinh thể hiện lòng đam mê yêu nghề cháy bỏng của mình, cũng như niềm khao khát nối nghiệp tiền nhân với chủ đề của tập chính, đó là Giữ ngọn lửa nghề. Chương trình Sao Nói Ngôi do Đài Truyền hình Vĩnh Long kết hợp cùng với YesTudio thực hiện. Còn bây giờ, Nguyên Vũ và Quế Trân xin được chào tạm biệt và hẹn gặp lại.